Đây là bóng đá. Chỉ là một trò chơi thôi. 22 cầu thủ, một số đuổi theo quả bóng, một số thì ngăn cản họ. Không quan trọng lắm đâu. Đây chỉ là một ngày cuối tuần như mọi ngày cuối tuần. Và đây chỉ là mấy con số thôi. Những con số sẽ thay đổi khi bóng đi vào lưới. Hết lần này đến lần khác. Đây là khi lịch sử sang trang. Và đây chỉ là bóng đá. Nhưng nó bao hàm tất cả. Trọn vẹn Bundesliga 2024-2025 trên VTV Cup. Đây là bóng đá. Chỉ là một trò chơi thôi. Một số đuổi theo quả bóng, một số thì ngăn cản họ. Không quan trọng lắm đâu. Đây chỉ là một ngày cuối tuần như mọi ngày cuối tuần. Và đây chỉ là bóng đá. Nhưng nó bao hàm tất cả. Trọn vẹn Bundesliga 2024-2025 trên VTV Cup.